Chào các bạn, mình xin tự giới thiệu mình là Quân. Hôm nay mình làm clip này để chia sẻ cho các bạn về cách dựng hình của mình. Do hôm kia có một bạn comment bảo mình vẽ cầu Brooklyn đi nên mình sẽ làm video về vẽ cầu Brooklyn luôn. Thì việc đầu tiên mình vào Photoshop để phân tích điểm tụ cho dễ chứ video này mình vẽ chì nha. Theo luật phối cảnh thì các đường thẳng song song sẽ luôn tụ nhau ở một điểm sao vô cùng. Làm sao để biết chúng có song song nhau không thì các bạn cứ xem thử nó có cùng vuông góc với đường thẳng nào hay không là được nha. Tương tự với điều đó thì những đường thẳng vuông góc với mặt đất cũng sẽ tụ nhau tại một điểm sao vô cùng ở trên trời. Điều này bạn sẽ dễ dàng nhìn thấy khi chụp ảnh các công trình cao và to khi bạn đứng gần nó. Người ta gọi đây là phối cảnh 3 điểm tụ. Nhưng do ở vị trí đứng của người chụp hình cây cầu này cũng không gần lắm, nên ta sẽ không thấy điểm tụ thứ 3 này quá rõ ràng. Và có một lưu ý nhỏ, khi vẽ những cây cầu thì thường cầu sẽ cong lên và hạ xuống nên thường thì những đường thẳng song song này ta chỉ bắt tương đối thôi. Nhưng cầu thì cũng có điểm đối xứng như là hai tòa tháp ở gần bờ này. Còn đường chân trời thì do tấm ảnh này chụp hơi cao nên chúng ta sẽ không thấy. Đường chân trời sẽ dễ thấy hơn khi ta đặt camera vuông góc mặt đất và cao bằng mắt nhìn. Nếu các bạn muốn mình vẽ công trình nào nữa thì để lại comment ở dưới phần bình luận nha. Sau đây là clip timelapse của mình.